Xin chào các bậc phụ huynh và các em nhỏ Hôm nay chúng ta cùng đến với bài 110 kể chuyện Mèo con bị lạc Trong sách tiếng Việt 1 tập 2 Quan sát 6 bức tranh và cho cô biết Chuyện gồm có những nhân vật nào À, trong chuyện gồm có Mèo con Chị thỏ Cô sóc Chú nhím Bác cú Bây giờ chúng ta hãy nghe cô kể câu chuyện Mèo con bị lạc Mèo con bị lạc không biết đường về nhà Chị thỏ đi qua bảo Đừng lo, chị sẽ đưa em về nhà chị Về đến nhà, chị thỏ lấy cà rốt cho mèo con ăn Mèo con kêu Mèo, em không ăn cà rốt đâu Chị thỏ bèn đưa mèo con sang nhà cô sóc xem nhà cô có gì cho mèo con ăn không. Đến nhà cô sóc, cô sóc ân cần mời mèo con ăn hạt rẻ. Mèo con rên rỉ. Mèo, cháu không ăn hạt rẻ đâu. Thế là mọi người lại đưa mèo con sang nhà chú nhím. Đến nhà chú nhím thì chú nhím lại bảo. Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn. Mèo con nghe vậy khóc lóc thảm thiết. Nghe tiếng khóc thảm thiết của mèo, bác cú bay đến hỏi: "Vì sao cháu khóc?" Mèo con trả lời: "Cháu bị lạc ạ." À. Bác cú bảo: "Mèo con đừng lo, mọi người đừng lo, mèo con hãy chạy theo bác, bác sẽ tìm được nhà cháu." bác cú bay lên cao mèo con chạy theo cuối cùng nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp chúng ta cùng nghe kể lại câu chuyện lần hai nhé mèo con bị lạc mèo con bị lạc không biết đường về nhà chị thỏ đi qua bảo đừng lo chị sẽ đưa em về nhà chị về đến nhà, chị Thỏ lấy cà rốt cho mèo con ăn. Mèo con kêu. Mèo, em không ăn cà rốt đâu. Chị Thỏ bèn đưa mèo con sang nhà cô Sóc xem nhà cô có gì cho mèo con ăn không. Đến nhà cô Sóc, cô Sóc ân cần mời mèo con ăn hạt rẻ. Mèo con rên rỉ. Mèo, cháu không ăn hạt rẻ đâu thế là mọi người lại đưa mèo con sang nhà chú nhím đến nhà chú nhím thì chú nhím lại bảo tiếc là ta chẳng cố gì cho cháu ăn mèo con nghe vậy khóc lóc thảm thiết nghe tiếng khóc thảm thiết của mèo bác cú bay đến hỏi vì sao cháu khóc mèo con trả lời cháu bị lạc ạ à. Bác cú bảo: Mèo con đừng lo, mọi người đừng lo, mèo con hãy chạy theo bác, bác sẽ tìm được nhà cháu. Bác cú bay lên cao, mèo con chạy theo, cuối cùng nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp. Các em đã nhớ hết nội dung của câu chuyện chưa? Nếu chưa nhớ được, các em hãy bấm quay lại để nghe kể lại câu chuyện nhé. Nếu các em đã nhớ được nội dung câu chuyện rồi, chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi trong từng bức tranh. Quan sát bức tranh 1 và cho cô biết, thấy mèo con bị lạc, chị thỏ đã làm gì? À, thấy mèo con bị lạc, chị thỏ đi qua bảo, "Đừng lo, chị sẽ đưa em về nhà chị." Quan sát bức tranh số 2 và cho cô biết Chị Thỏ định cho mèo ăn gì? À, về đến nhà Chị Thỏ lấy cà rốt cho mèo con ăn Mèo bảo sao? Mèo con kêu Mèo, em không ăn cà rốt đâu Thỏ đã làm gì? À, chị Thỏ bèn đưa mèo con sang nhà cô sóc Xem nhà cô sóc có gì cho mèo con ăn không? Quan sát bức tranh số 3 và cho cô biết Cô Sóc mời mèo con ăn gì? Mèo con nói gì? À Đến nhà cô Sóc Cô Sóc ân cần mời mèo con ăn hạt rẻ Mèo con rên rỉ Mèo, cháu không ăn hạt rẻ đâu Quan sát bức tranh 4 và cho cô biết Chú nhím nói gì với mèo? À Tiếc là ta chả có gì cho cháu ăn Nghe chú nói mèo thế nào? À, mèo con nghe vậy khóc lóc thảm thiết. Quan sát bức tranh 5 và cho cô biết, bác cú đã làm gì để giúp mèo con trở về nhà? À. Bác cú bảo, mèo con hãy chạy theo bác, bác sẽ tìm được nhà cho cháu. Quan sát bức tranh 6 và cho cô biết, câu chuyện kết thúc ra sao? À, cuối cùng Mèo con về được đến nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp. Video kể chuyện mèo con bị lạc, đến đây là kết thúc rồi. Nếu các em thích video này, nhớ bấm like, đừng quên chia sẻ cho các bạn và đón chờ những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các em.